Chào các bạn và các em. Năm 2014 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương cho phép các trường được tổ chức thi riêng. Tuy nhiên, với năm nay, năm 2014 này thì kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng, hầu hết các trường đều vẫn chọn hình thức thi với đề thi chung của Bộ. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng là cho dù thi theo hình thức nào đi chăng nữa thì nếu mà chúng ta học tốt, làm bài tốt thì chắc chắn chúng ta vẫn đỗ. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2014 thì HocMai.vn xây dựng một khóa luyện đề cho tất cả các môn, trong đó có môn hóa học. Vậy đối tượng nào là đối tượng cần quan tâm đến cái khóa luyện đề thi này? Xin nói luôn, với môn hóa học thì dành cho tất cả các bạn và các em học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2014 ở các khối A hoặc khối B. Thế đặc điểm của khóa học này như thế nào? Thì trước hết chúng ta phải nói tới một cái chu trình của một cái quá trình học tập và luyện thi. Trước hết chúng ta phải trải qua những cái bước học cơ bản, tức là chúng ta phải học những cái nội dung kiến thức cơ bản nhất, sơ đẳng nhất. Sau đó chúng ta học thêm một số phần nâng cao, đó là phần thứ hai. Sang phần thứ ba thì chúng ta học các cái phương pháp giải nhanh, phương pháp giải bài tập. Đấy, hữu cơ cũng có một phần và vô cơ cũng có một phần. Đấy. Và bước cuối cùng, bước thứ tư là bước luyện đề. Thế thì đặc điểm của khóa luyện đề này là gì? Đó là ôn tập lại cho chúng ta tất cả các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, rèn luyện cho chúng ta tất cả các phương pháp từ giải nhanh đến giải thông thường, và đặc biệt chú trọng đến các cái phương pháp giải nhanh, các cái thủ thuật làm bài. Và thêm một vấn đề thứ ba là luyện cho chúng ta cái môi trường làm việc, cái môi trường làm bài trong một cái phòng thi. Trong một khoảng thời gian nhất định 90 phút, chúng ta phải giải quyết một số lượng các câu hỏi rất lớn, 50 câu. Số lượng câu hỏi này thì bao gồm có cả câu hỏi lý thuyết và bài tập. Vậy thì lại rèn luyện thêm chúng ta cách tư duy để giải, cũng như là cách phân bố thời gian cho từng câu hỏi. Nói tóm lại, khóa luyện thi đại học, khóa luyện đề của luyện thi đại học năm nay, môn hóa học, có một số điểm mới so với năm trước. Đó là cung cấp những cái kiến thức từng phần một, từng mảng một. Cái lượng kiến thức này dành cho một nhóm đối tượng nếu như chúng ta chỉ có nhu cầu thi được điểm 5 và điểm 6. Trong đề thi bao giờ cũng có cái phần phân biệt rất rõ ràng. Phần còn lại thì dành cho các cái đối tượng điểm 7 và điểm 8. Và trong mỗi đề thi thì tôi cũng sẽ nói hướng dẫn chúng ta và nói rõ hơn là trong từng phần này, các cái bài này thường dành cho những đối tượng nào. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái bài tập khó, hóc búa, hay là các cái bài tập có các cái thủ thuật giải chuyên biệt dành cho các cái đối tượng, cho các em mà muốn có điểm 9 và điểm 10. Như vậy là gì? Khóa luyện thi, luyện đề năm nay thì dành cho tất cả đối tượng, dành cho tất cả các em có trình độ khác nhau, từ những em chỉ có nhu cầu điểm 4, điểm 5 đến những em có nhu cầu điểm 9, điểm 10. Đấy. Để thi vào các cái trường từ trung bình đến ở top trên, thậm chí là các cái trường 27,5 mới vào được thì vẫn hợp. Muốn có hiệu quả cao nhất trong cái phần luyện đề thi này, trong cái khóa luyện đề thi đại học năm nay, thì tôi cũng yêu cầu chúng ta một vài vấn đề sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải tự tổ chức thời gian để làm một cái đề thi đúng theo thời gian mà chúng ta mà bộ yêu cầu, trong thời gian 90 phút. Sau đó xem hướng dẫn của thầy, xem lại hướng dẫn của thầy. Nếu phần nào không hiểu thì có thể dở lại sách giáo khoa, đọc lại lý thuyết cơ bản, kiểm tra lại xem mình đang còn thiếu phần nào để bổ sung ngay. Đấy. Và trong cái quá trình, trong cái thời gian ngồi trước máy vi tính để mà học, thì nếu như cái bài nào mà chúng ta có cảm giác rằng chúng ta học tốt rồi, biết tốt rồi, có thể tua nhanh đi. Bởi vì cái lượng kiến thức, cái thời gian dành cho khóa luyện thi này có thể nói là khổng lồ. Bỏ qua những cái phần mà chúng ta đã nắm chắc. Tuy nhiên cũng cần dành thời gian để xem lại những cái bài nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng chưa ổn, vẫn chưa hiểu thì phải xem lại. Đấy. Có thể cái bài đó không khó, nhưng có thể là cho chúng ta chưa học tới, chưa biết, vậy chúng ta nên xem lại.
Rèn luyện và nhặt nhạnh từng điểm một, từng câu một, đó là một trong những cái phương pháp học tập, đó là những cái cách học tập mà chúng ta nên rèn luyện. Đấy. À, trong khuôn khổ một khóa luyện đề thi hay là trong khuôn khổ cụ thể của một bài thì, một đề thi nào đó thì tôi sẽ cố gắng truyền tải chúng ta những cái gì tinh túy nhất trong cái đề đó. Nhưng mà trong đề sẽ có những câu bình thường mà chúng ta có thể giải nhanh, tuy nhiên sẽ có những câu rất hay, có những câu rất quan trọng, đặc biệt là quan trọng cho đề thi, cho cái kỳ thi tuyển sinh năm 2014. Đấy. Thì tôi sẽ nhấn mạnh hơn, nói rõ hơn, lựa chọn những câu tinh túy của một cái đề thi để làm sao sau 15 đề thi trong cái khóa luyện đề này thì chúng ta sẽ tổng hợp được những cái câu hỏi hay nhất dành cho đề thi thực sự năm 2014. Chúc tất cả các bạn và các em thành công.